Theo thống kê, hiện nay cả nước có khoảng 870.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa, đóng góp tới 45% GDP. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021 đến nay, qua các đợt đại dịch COVID-19 bùng phát, có trung bình 10.000 doanh nghiệp dừng hoạt động mỗi tháng. Hầu hết trong số này cũng là doanh nghiệp SME. Trong bối cảnh đó, những doanh nghiệp sớm triển khai chuyển đổi số có sức chống chịu tốt hơn. Đồng thời, việc chuyển đổi số giúp doanh nghiệp sẵn sàng thích nghi, sống chung với dịch, tận dụng cơ hội để bứt phá. Thống kê cho thấy, hơn 80% lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng chuyển đổi số ngày càng trở nên cần thiết. Khoảng 65% lãnh đạo doanh nghiệp dự kiến sẽ tăng đầu tư cho chuyển đổi số. Đáng chú ý, thời gian qua, chứng kiến sự dịch chuyển từ nền tảng số nước ngoài sang Make in Việt Nam, các nền tảng Make in Việt Nam đang là những công cụ quan trọng giúp chính quyền, doanh nghiệp và những người dân tham gia vào công cuộc chuyển đổi số nhanh và dễ dàng hơn. Những cái sản phẩm Make in Việt Nam nó rất là thiết thực trong việc hỗ trợ những cái doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và người dân Việt Nam chuyển đổi số. Có nghĩa là nó đi sâu vào những cái nền tảng, nó đi sâu vào những cái ứng dụng rất là thiết thực. Và tôi cũng nhìn thấy là nó đã bắt đầu đi vào những cái lĩnh vực mà có rất nhiều những doanh nghiệp nước ngoài đã làm rồi và đang làm rất tốt rồi. Và chúng ta muốn giành lại cái tự chủ. Đây là thời điểm lịch sử để các doanh nghiệp Việt Nam bắt tay nhau đưa ra các sản phẩm, các nền tảng, các ứng dụng để chuyển đổi số thần tốc đất nước vì một Việt Nam hùng cường. Chuyển đổi số doanh nghiệp có trọng tâm hướng đến là kinh tế số. Theo một nghiên cứu của Cisco, việc các SME tại Việt Nam tham gia quá trình chuyển đổi số có thể đóng góp từ 24 đến 30 tỷ đô la Mỹ vào GDP trong năm 2024 và góp phần phục hồi kinh tế hậu COVID-19. Vâng, thưa quý khán giả, vừa rồi là một clip ngắn mà nhóm phóng viên của chương trình đã tổng hợp. Có thể thấy là chuyển đổi số thì sẽ giúp nền kinh tế chuyển sang kinh tế số, giúp doanh nghiệp xây dựng, ứng dụng các nền tảng công nghệ hỗ trợ kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh. Song thực tế tại các doanh nghiệp SME, nhiều quy trình vẫn chưa được tự động hóa, nhiều phương pháp làm việc thủ công vẫn được duy trì. Họ vẫn còn đang chật vật trước những khó khăn để từng bước chuyển mình trong lộ trình số hóa. Và câu chuyện chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME sẽ là chủ đề được phân tích và trao đổi trong 15 phút tới đây của chương trình Sống Kết Nối số đặc biệt ngày đầu xuân Nhâm Dần. Tuy nhiên, trước khi đến với phần trò chuyện để tìm hiểu những góc nhìn của các chuyên gia về chuyển đổi số thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem đoạn clip sau đây để hiểu hơn về hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Vào tháng 1 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố 12 doanh nghiệp có nền tảng số Make in Việt Nam uy tín nhất để triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số. Mục tiêu chương trình là hỗ trợ 50.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với chương trình, tối thiểu 30.000 doanh nghiệp trải nghiệm miễn phí các nền tảng trong năm 2021. Là 2 trong số 12 doanh nghiệp được lựa chọn, Misa và NovaOn nhận nhiệm vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chuyển đổi số cho phép doanh nghiệp thay đổi mô hình kinh doanh, cách thức vận hành để tạo ra những giá trị mới. Trong đó, Misa với nền tảng kế toán dịch vụ Misa ASP giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm đúng kế toán có năng lực ở mảng nghiệp vụ mà doanh nghiệp cần, chẳng hạn kế toán thuế, kế toán bán hàng, kế toán nội bộ. Misa cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với các đối tác để hỗ trợ tốt nhất bằng việc cải tiến những cái tính năng, những cái tiện ích, hữu ích trên nền tảng Misa ASP cũng như phần mềm Amit kế toán để giúp cho các đối tác có thể hỗ trợ được cho nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số trong công tác quản lý tài chính, kế toán và thuế. Là lãnh đạo doanh nghiệp về công nghệ mới, quy mô nhân sự gần 2.500 con người, bà Đinh Thị Thúy, tổng giám đốc công ty cổ phần Misa cho rằng chuyển đổi số chính là tấm khiên chắn bão cho doanh nghiệp. Misa chọn nhân tố con người làm trung tâm, công nghệ và quy trình là hai cánh tay để nâng tầm năng lực của cả bộ máy. Còn NovaOn với nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến, NovaOn Influencers thực hiện kết nối doanh nghiệp, nhãn hàng với cộng đồng, những người nổi tiếng có ảnh hưởng trên mạng xã hội và những người sẵn sàng trở thành nhân viên bán hàng cho doanh nghiệp tại các vùng miền khác nhau. Công nghệ số sẽ là cái lực lượng mang tính nòng cốt. Và NovaOn thì cũng xác định rằng là chúng tôi mong muốn trở thành một cái doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực kinh tế số. Ở NovaOn, với bộ máy hơn 700 nhân sự, đầu tư chuyển đổi số là bước đi nằm trong kế hoạch đã có, tính toán kỹ càng của CEO Nguyễn Minh Quý và đội ngũ lãnh đạo NovaOn.
Vị doanh nhân 8X này khẳng định, chuyển đổi số bắt đầu từ chính mình. Vâng, xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đã đến với trường quay ngày hôm nay của chúng ta. Đó là bà Đinh Thị Thúy, Tổng giám đốc công ty cổ phần MISA và ông Nguyễn Minh Quý, Chủ tịch tập đoàn Novaon. Xin chào ông bạn. Thưa ông bà, thì năm 2021 tiếp tục đi vào lịch sử với cái bối cảnh đại dịch Covid-19. Cùng với đó là cái xu hướng chuyển đổi số thì diễn ra khắp nơi. Vậy thì là những cái CEO của những tập đoàn công nghệ hàng đầu được kỳ vọng là sẽ đi top đầu trong lộ trình chuyển đổi số với đất nước. Thì ông bà có những cái nhìn nhận gì ạ? Ông bà nhìn ra những cái cơ hội và thách thức nào trong năm vừa qua? Trước hết xin mời ông Quý ạ. Theo tôi thì đại dịch Covid là một cái thách thức rất là lớn với nền kinh tế nói chung cũng như là với từng cái doanh nghiệp trong của Việt Nam trong 2 năm vừa qua. Tuy nhiên rằng là đấy cũng sẽ là một cái cơ hội để mà các doanh nghiệp tự nhìn nhận lại cái chiến lược của mình và suy nghĩ về cái chiến lược chuyển đổi số của mình. Bởi vì bản chất chuyển đổi số thì nó không chỉ xuất phát từ là vấn đề công nghệ mà bản chất nó phải xuất phát từ cái mô hình kinh doanh. Người ta cũng sẽ phải suy nghĩ về cái mô hình kinh doanh nào cho nó tối ưu hơn, nó bền vững hơn, nó có năng lực cạnh tranh tốt hơn. Thì sau đó thì người ta cũng sẽ nghĩ đến những cái cơ hội để có thể ứng dụng chuyển đổi số. Vậy thì bà Thúy, bà nghĩ sao về điều này ạ? Tôi cũng đồng tình với quan điểm của ông Quý rằng đại dịch cũng tạo ra rất nhiều thách thức nhưng cũng lại là các cơ hội cho các cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp công nghệ như MISA. Tập khách hàng của MISA là SME, là chủ yếu các cái doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Thì khi cái đại dịch xảy ra thì nó làm đứt cái chuỗi cung cầu và làm ngưng trệ cái hoạt động kinh doanh của các cái doanh nghiệp. Cái thách thức thứ hai đó là khi mà đại dịch xảy ra thì đôi khi các cái doanh nghiệp phải làm việc online. Và khi làm việc online từ xa thì nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của người lao động và chắc chắn là nó cũng làm giảm cái năng suất của người lao động đi. Thế còn góc độ về mặt cơ hội thì chúng tôi cũng nhận thấy trong cái khó khăn thách thức nó có những cái cơ hội, bởi vì cái nhu cầu về chuyển đổi số của các doanh nghiệp mà đặc biệt là doanh nghiệp vừa và lớn lại nâng cao. Do đó chúng tôi lại cũng có thêm được nhiều khách hàng có nhu cầu để chúng tôi phục vụ, hỗ trợ cho khách hàng thực hiện cái công việc chuyển đổi số để gia tăng cái năng suất và hiệu quả cũng như là duy trì cái hoạt động của chính khách hàng. Thưa bà, là chưa bao giờ cái sự thúc đẩy tự nhiên hướng về chuyển đổi số nó lại diễn ra mạnh mẽ như năm vừa qua. Tuy nhiên là nhiều người vẫn còn mơ hồ không biết là chuyển đổi số thì sẽ phải bắt đầu từ đâu và sẽ dẫn đến đâu. Vậy thì làm sao để có thể chuyển đổi số thành công và làm sao để đây trở thành một cái việc làm thật chứ không phải là một cái khẩu hiệu thời thượng thôi. Nói thì dễ nhưng mà lại khó làm. Vâng, trước tiên xin mời ông Quý ạ. Cái chuyển đổi số thì nó phải xuất phát từ cái mục tiêu kinh doanh của mình. Nó không phải là một cái hoạt động mang tính là thôi mình thấy người ta làm cái gì mình cũng đi làm theo cái đó. Bởi vì mỗi cái doanh nghiệp thì có cái mô hình khác nhau, cái ngành nghề khác nhau cũng như là những cái điều kiện khác nhau. Đấy, thế nên là nó là xuất phát từ cái nội tại của chính doanh nghiệp về mặt mục tiêu. Đặc biệt là làm chuyển đổi số thì nó có cái điều kiện để mình có thể đánh giá đo lường. Đấy, và mình cũng phải điều chỉnh cách làm liên tục cho nó phù hợp với tình hình thực tiễn và cái quan trọng nhất là hiệu quả. Thế nên là bạn phải làm từng bước. Bạn làm từng bước, bạn đặt những mục tiêu, cắt nhỏ những mục tiêu ra và bạn đo lường xem là cái giải pháp đấy mình đưa vào thì hiệu quả nó đến đâu. Có một điều khá quan trọng đấy là cái sự quyết liệt của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là và đội ngũ quản lý tầm trung. Đấy là bởi vì trong suốt cái quá trình đấy sẽ có rất nhiều những rào cản, rất nhiều những người họ sẽ ngại sự thay đổi. Đấy, và nếu như mà lãnh đạo không thể hiện mình gọi là có một tính kiên định và một tính quyết liệt nhất định đối với cái việc làm chuyển đổi số thì tôi cho rằng là cái khả năng thành công nó cũng rất là thấp. 27 năm qua khi mà MISA thực hiện cái sứ mệnh phụng sự xã hội thì MISA cũng luôn trăn trở là làm sao mà có thể cung cấp được các cái giải pháp phần mềm, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay là các cái nền tảng số Make in Việt Nam mà phù hợp giải quyết được cái bài toán cho các cái doanh nghiệp, cho các khách hàng ở tại Việt Nam. Thứ nhất là MISA phát triển một cái nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất. Trong một cái nền tảng đó nó tích hợp đầy đủ các cái nghiệp vụ của một doanh nghiệp, từ kế toán, bán hàng, nhân sự đến các cái công tác quản trị điều hành khác, và thậm chí còn chia nhỏ các cái nghiệp vụ để mà phù hợp với lại mọi lĩnh vực ngành nghề và quy mô của doanh nghiệp. Thứ hai là MISA trong năm qua cũng đã phát triển một cái nền tảng kế toán dịch vụ với tên gọi là MISA ASP. Và cái nền tảng kế toán dịch vụ này để giải quyết cái bài toán xã hội, phục vụ cho các cái doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ hoặc là mới thành lập
người ta chưa có cái bộ máy kế toán, bởi vì người ta chưa đủ cái nguồn nhân lực, chưa đủ cái nguồn chi phí, nguồn ngân sách để mà thuê riêng một cái nhân viên làm kế toán. Đối với MISA không chỉ là hướng đến các cái tập doanh nghiệp nhỏ vừa, mà MISA còn hướng đến cả các doanh nghiệp lớn. Thì trong năm vừa qua thì MISA cũng bắt đầu đã triển khai cho tập khách hàng doanh nghiệp lớn. Và với những doanh nghiệp lớn thì cái nền tảng kế toán, nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất của MISA EMIT ấy, đã đáp ứng được đến 70-80% cái yêu cầu rồi. Bây giờ chỉ việc là cắt tầm mai theo cái đặc thù riêng của doanh nghiệp ấy thôi, thì rõ ràng cái chi phí có thể tiết kiệm được tới 50-60% so với lại việc là các cái doanh nghiệp đấy sẽ phải trang bị một cái nền tảng hoàn toàn mới. Và như vậy là đối với cái khối doanh nghiệp vừa và nhỏ thì chúng ta có thể chia nhỏ những cái nhiệm vụ trọng tâm ra, thì từ đó đưa ra những cái giải pháp chuyển đổi số riêng, đặc thù riêng cho mỗi doanh nghiệp, đúng không ạ? Trước khi mà chúng ta trở thành những doanh nghiệp lớn hơn và được cung cấp những cái giải pháp toàn diện hơn, đúng không ạ? Vâng, như chia sẻ của các vị khách mời ngày hôm nay, thì trong quá trình chuyển đổi số, công nghệ là phương tiện và con người sẽ là yếu tố quyết định sự thành công. Dự kiến năm 2022, chuyển đổi số doanh nghiệp sẽ là quá trình diễn ra vô cùng mạnh mẽ. Năm 2021, lần đầu tiên Việt Nam ra mắt bộ tài liệu và khung hướng dẫn chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME. Bộ khung hướng dẫn ngoài việc chỉ ra thực trạng và xu hướng của doanh nghiệp trong từng lĩnh vực sẽ tập trung vào 3 phần chính. Khung hướng dẫn chuyển đổi số chi tiết quy mô doanh nghiệp, cấp độ chuyển đổi số. Bộ giải pháp chuyển đổi số ứng dụng với từng quy mô, cấp độ, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tương ứng. Khung chuyển đổi số là kim chỉ nam giúp doanh nghiệp xác định mục tiêu, xây dựng lộ trình chuyển đổi số hiệu quả, đo lường, đánh giá quá trình thực hiện mục tiêu, tránh lãng phí, bỏ dở khi chưa thấy kết quả như ý muốn. Cái việc mà các doanh nghiệp nền tảng chung tay vào để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam, một là thúc đẩy cái quá trình về tăng cái doanh số mà bán hàng online trên mạng. Hai nữa là kiện toàn cái hệ thống về quản lý tài chính của mình để giúp cho các cái doanh nghiệp có thể tiếp cận được với lại cái vốn vay về mặt tín dụng của các cái tổ chức về tài chính ở ngân hàng. Bộ Thông tin Truyền thông triển khai cái chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số thông qua việc kêu gọi và tìm kiếm đánh giá lựa chọn những cái nền tảng số xuất sắc nhất để có thể hỗ trợ ít nhất là miễn phí trong vòng 3 tháng đối với những nền tảng này cho tất cả các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ tại Việt Nam. Phải đổi mới tư duy và hành động, chủ động nắm bắt kịp thời, tận dụng hiệu quả các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với quá trình hội nhập quốc tế để cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững, phát triển kinh tế số, xã hội số, coi đây là nhân tố quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Vâng, thưa quý vị, sau phần chia sẻ của hai vị khách mời thì các chủ doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có thêm những cái thông tin để tham khảo về chuyển đổi số. Đó không chỉ là đầu tư về công nghệ đâu ạ, mà còn là năng lực sáng tạo, năng lực số, năng lực lãnh đạo. Và đó là một chặng đường rất là dài, không phải chỉ ngày 1, ngày 2 mà có thể làm được. Vâng, và chương trình tọa đàm đặc biệt ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Thì trước khi kết thúc chương trình, không biết là hai vị CEO có một cái lời nhắn gửi nào đến cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta trong đầu năm 2022 không ạ? Tôi mong muốn các cái doanh nghiệp sẽ vượt qua cái khó khăn, thách thức, biến thách thức thành cơ hội để tiếp tục duy trì, phát triển cũng như là sẽ đột phá sau hậu Covid để mà đóng góp được nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước. Và mong muốn của MISA thì luôn luôn mong muốn được đồng hành cùng với lại các cái doanh nghiệp, giúp cho các cái doanh nghiệp có thể ứng dụng các cái giải pháp chuyển đổi số một cách nhanh chóng, hiệu quả hơn, làm việc thông minh hơn và chuyên nghiệp hơn ạ. Thay mặt cho Novaon thì cũng xin kính chúc tất cả các anh chị em trong cộng đồng doanh nghiệp một năm có nhiều cái thành tựu, có nhiều cái thành công, và đặc biệt là trong cái công tác chuyển đổi số doanh nghiệp của mình thì quyết liệt hơn nữa để mà mình chớp được mọi cái thời cơ để mà mình bứt phá lên sau cái thời kỳ hậu Covid, để chúng ta góp phần vào phát triển kinh tế số của Việt Nam, để nước Việt Nam mình ngày càng hùng mạnh. À, xin cảm ơn. Và thay mặt những người làm chương trình thì xin gửi tới ông bà những lời chúc mừng năm mới năm 2022 thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều thành công, đặc biệt là trong cái lộ trình cùng đất nước chuyển đổi số hóa. Xin cảm ơn ông bà. Và xin được kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả của Sống Kết Nối trên VTC1.